Hỏi, có người nói, hễ tham thiền thì không cần phải niệm Phật. Niệm Phật là đi thiên lệch một bên, tức là thành ngoại đạo. Bởi vì tức tâm là tịnh độ, thì tại sao còn phải niệm Phật chi nữa? Nếu họ nói vậy, tức là phản đối thiền tịnh song tu rồi. Hòa thượng, người chân chánh tham thiền tức là người chân chánh niệm Phật. Người chân chánh niệm Phật cũng là người chân chánh tham thiền. Họ nói cái này đúng, cái kia không đúng, đều là vì họ không hiểu rõ việc tham thiền và niệm Phật. Như câu nói, có thiền có tịnh độ, do như hổ mang sừng, hiện đời là thầy người, đời sau làm Phật tổ. Điều này đã nói rất rõ ràng rồi mà. Nếu quý vị có thể chân thật niệm Phật thì cũng sẽ không bị trở ngại khi tham thiền. Trong động niệm Phật, vậy thì trong tỉnh có thể tham thiền. Trong tỉnh niệm Phật thì trong động lại càng có thể tham thiền. Động tỉnh đây là một thôi, nếu không có động thì sẽ không có tỉnh. Tại sao? Vì thiền và tịnh đây đều là pháp môn do Phật thuyết giảng, đều là hỗ tương không trở ngại nhau. Đây cũng không có cái đúng, cũng chẳng có cái không đúng. Nếu nói cái này đúng, cái kia không đúng, đó tức là phỉ báng Phật, thật là ngu si quá đi. Cho nên tôi nói, cách giảng pháp này của Lục Tổ là Ngài phá cái chấp trước của người ta lúc bấy giờ, nhưng cũng không nói cái này đúng, cái kia không đúng. Nếu quý vị không có chấp trước thì cái nào cũng là đúng cả, còn có chấp trước thì cái nào cũng là không đúng hết.